Protoss representing My Insanity. Vâng, chào các bạn, chúng ta đến với cả game đấu đầu tiên của chúng ta ra ở trên map Overground. Trên hiện tại này thì đây chính là game thủ Firecake, là game thủ rớt màu xanh của chúng ta xuất hiện ở vị trí phía trên hướng 1 giờ. Đối thủ của anh ấy thì lại là game thủ Protoss màu đỏ, vâng, xuất phát ở vị trí phía dưới Stardust hướng 7 giờ ạ. Chúng ta đã ở trên map Overground, một trong những cái map có hai vị trí xuất phát. Và những cái vị trí map này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có những, sẽ có những trận đấu kết thúc nhau sớm thôi. Các game thủ luôn luôn biết mỏ của nhau ở đâu rồi. Và bây giờ việc duy nhất các game thủ cần đó là phải làm sao để mà giành chiến thắng. Các bạn thấy rằng thì Firecake thì vẫn đang lên roll cho mình, vâng, vẫn đang roll up ở những thời điểm đầu game này để có lượng nông dân khai thác tài nguyên hợp lý. Trong khi đó thì Stardust đã chuẩn bị đặt xuống cho mình nhà Fork rồi. Các bạn thấy đây, bắt đầu đưa một con Pop ra ngoài để chuẩn bị đặt xuống nhà Fork. Xu thế trong PBG hiện nay thì các Protoss thường là đưa đưa con Pop đi để mà đặt Fork, sau đó là đưa sang thẳng bên trong mỏ của đối phương để scout luôn. Thấy đối phương mà không có swimming pool thì Protoss sẽ ngay lập tức là sẽ canon rớt mỏ ngay để mà có thể kiếm cái lợi thế của tức là cái lợi thế lúc mà cái thời điểm mà các game thủ rớt đang là yếu nhất. Trong khi đó hiện nay chúng ta thấy rằng Firecake đã xuống cho mình nhà swimming pool rồi trước khi cả đặt mỏ 2 nữa cơ. Cho nên là chắc chắn là cái ý đồ canon rớt của Stardust sẽ không thành công được. Cho nên là Stardust chắc chắn là cũng sẽ lại đưa con Pop của mình về thôi chứ cũng sẽ chẳng làm gì cả đâu thưa các bạn. Các bạn thấy hiện nay anh ấy đang đi lấy pen mỏ của rớt. Ui giời ơi. Đấy lại đến thời điểm nó dở hơi rồi. Chúng ta đang xem thoải mái làm sao, chả sao cả. Các bạn có thể thấy hiện nay con Pop bằng chấm máu thì đây đúng lúc mà bắt đầu rút trở về rồi. Bình thường thì các game thủ Protoss hay tặng cho đối phương một cái pylon vào mặt luôn, nhưng mà lần này thì anh Stardust lại không hề có ý định làm thế. Có thể là anh ấy cũng biết được là đối phương cũng lên lên cái con dưới linh sớm, cho nên là anh ấy cũng rút bỏ qua cái trò đặt pylon thôi, tặng pylon như vậy. Into harass without the forge and then the next down faster. Firecake starts to rather well. He's got a nice con Pop chạy vào phía bên trong để xem. Nhìn thấy đối phương đã có nhà xoay bùi từ lúc nào rồi. Hai con dương linh đang được mua ra cho Firecake, và nếu như con Pop mà không rút ngay, rút thẳng ngay bây giờ thì chắc chắn là con Pop đấy sẽ bị hai con dương linh phát hiện ra đánh hơi được. Dược linh mà đánh hơi được Pop thì coi như là khó mà có cơ hội sống cho Pop. Tại vì speed của cả hai con này thì cũng ngang ngửa nhau thôi. Tuy nhiên là nếu như mà dược linh mà được micro thì nó sẽ rất dễ dàng để bắt được cái con Pop lần này. Các bạn thấy đây, Pop đang chạy ở vị trí màu vàng này, trốn ở cái vị trí màu vàng. Cũng là một vị trí rất khó chịu, khiến cho mà các game thủ rớt thường là cũng không kiểm soát như cái vị trí này lắm. Đây các bạn thấy đây, hiện nay thì rớt đặt xuống bị cho mình mỏ thứ 3 rồi. Đặt mỏ 3 thời điểm này là hợp lý khi mà Protoss thì chơi Fogbadic Pen. Còn rớt thì chơi Swarming Pool trước, nhưng mà anh ấy sẽ có cả nền kinh tế lẫn quân đội vừa đủ để có thể là phòng ngự ở những cái thời điểm đầu game như này của Protoss. Nên khi mà Protoss quyết định đưa quân về để mà đặt Nexus rồi thì có nghĩa là rớt cũng thong thả thôi, cứ tự nhiên mà ăn mỏ 3 đi. Protoss cũng biết rằng là mình cũng không là làm gì với rớt rồi, nên là cứ hai bên nó cũng nhìn nhau thôi, nhìn nhau ăn mỏ thôi, chứ cũng không hề có ý định là muốn đánh nhau sớm nữa thưa các bạn. Protoss sẽ đánh nhau sớm, sẽ bắt đầu đánh nhau khi mà anh ấy bắt đầu có một cái nhà mà tức building nào đó thưa các bạn. Chúng ta cùng xem sau Swami, sau cái nhà Summoning Core thì Protoss đặt xuống cái nhà gì đôi. Xu thế thì sẽ là đặt xuống nhà Stargate. Tuy nhiên thời điểm này cũng không nhìn thấy nhà Stargate, như vậy thì đây lại là nhà Twilight Castle thôi bạn. Mình đặt Twilight Castle thời điểm này, anh ấy định lên Blink Stalker chăng? Khả năng rất lớn là anh ấy sẽ lên Blink Stalker. Blink Stalker thì sẽ giúp cho Protoss của ta có một cái nâng cấp Blink để được sử dụng trong khi mà đối đầu với cả rớt. Có thể là sử dụng Blink Stalker khi đối đầu với cả rốt này, có thể sử dụng trong với cả một ít thì có thể sử dụng với cả Zergling. Tuy nhiên đối với cả Zergling, Speedling thì nó sẽ không hiệu quả cho lắm. Tuy nhiên cái quan trọng nhất của mà Protoss đó là có skill để có thể là ra ăn mỏ 3. Vâng đây rồi, nhà Darkstrike ạ. Là nhà Darkstrike, như vậy là Protoss chúng ta sẽ có ý định là sẽ kết thúc trận đấu với Darkstrike chăng? Với Dark Templar.
Vâng, Rốt đang được mob ra rồi. Tôi đã nghĩ rằng là đây sẽ là Blink Soccer, nhưng mà anh ấy lại còn đặt xuống cả nhà Dark Shrine nữa. Dark Shrine để lên nhà Dark Tem, để lên unit Dark Templar, một unit tàng hình mặc định của các game thủ vô tốt. Thời điểm này thì rớt của chúng ta thì cũng chưa có bất kỳ một cái gì đó, nó chưa có bất kỳ Spore Caller cũng như Overseer nào để phát hiện tàng hình, thì khả năng là DT sẽ khiến cho rớt sẽ gặp một chút khó khăn. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng chờ đợi xem khi mà con DT nó sang đến nơi mới là vấn đề, thưa các bạn. Khi mà nó sang đến nơi thì rớt sẽ có gì đây? Chúng ta thấy rằng hiện nay thì Spore Caller được đặt ở cả ba mỏ rồi. Với việc mà đặt Spore Caller như này thì khả năng rất lớn là IODT sẽ không thành công. Các bạn thấy hiện nay Zergling phát hiện ra được cả cái pylon đây rồi. Vâng, con Pop bị bắt rồi. Xong rồi, bây giờ đến lượt pylon thôi. Vâng, sau khi bị phát hiện ra như vậy thì anh Proto của chúng ta cũng đặt màu 3 luôn thôi. Nói chung là cũng không nên lý cố thời điểm này nữa, thưa các bạn. IODT đã được warp ra ở tận nhà của Proto, lại định đi bộ sang bên tận bên kia chăng? Có lẽ là sẽ rất mất thời gian. Đây rồi, đi bộ đi rồi. Đã nhìn thấy Zergling đang được đưa vào đây. Proto đã có đến 2 con Sentry ở đây, một con Stalker, quá đủ để phòng ngự trước đàn mấy cái con Zergling ghẻ này. Bạn thấy đây, hiện nay Pylon được đặt đây rồi. Vâng, Pop đang bị bắt. Xong rồi, mất Pop rồi. Hiện nay thì Zerg đã có nâng cấp speed cho Zergling rồi. Hiện nay các bạn thấy đấy, con độ của Protoss chia ra. Vâng, 2 DT luôn, một con ở vị trí mỏ thứ 2, một con đưa vào phía bên trong mỏ thứ nhất ạ. Zergling hiện nay đã show ra toàn bộ cái Nexus này rồi. Chắc chắn Nexus này sẽ phải cancel luôn, thưa bạn. Protoss hôm nay hiện nay chưa có quân đội để có thể là phòng ngự được. Đây rồi, vâng, DT vẫn đang chém rất thoải mái, đã có 2 kill rồi. Nhưng chưa có tầm nhìn nào cho con Zergling để có thể phát hiện, để có thể bắt được cái con DT vừa rồi. Vâng, DT đây rồi, Zergling đã rút ra ngoài. Nên quay trở lại một lần nữa chăng? Hiện nay thì Zerg vẫn chưa có Overseer. Nhưng còn DT ở bên trong main bay của Firekick thì vẫn đang hoành hành rất lớn. Nhưng Zergling đang surround lại cái vị trí bên này. Nổ Nexus rồi. Thôi xong rồi, Mayser rồi. Có như Mayser chắc chắn rồi. Thôi đành quá buồn cho anh ý thôi. Quá buồn cho anh Stardust. I can still attack you with what units I have left over, and he is moving across the map here. Has plus two attack, has an arc. Vâng, mình nhận thấy bạn boy cái gì đây? Boy đập chai á, kinh nhỉ, bài tự tin thế. Cái lỗi màn hình này nó là lỗi của anh Thóc bạn ạ. Mình cũng đã thử nhưng mà mình cũng không làm được. Cũng không biết cách làm thế nào để chỉnh lại được cái màn hình độ phân giải đẹp một tí. Các bạn thấy hiện nay Zergling lại quay trở lại thêm một lần nữa rồi, đang show ra cái vị trí Nexus này. Vâng, xong rồi, mất Nexus rồi. Đây là Proto chúng ta lại phải cancel Nexus thêm một lần nữa rồi. Hiện nay Zergling hiện nay nó đã có speed, cho nên nó có thể di chuyển rất nhanh từ mỏ này sang mỏ khác. Hiện nay Proto của chúng ta thì đang đã có A trông ở đây, một con A trông ở đây, với cả hai con Sentry. Anh ấy định tấn công luôn vị trí mỏ thứ 3 của đối phương chăng? Tôi nghĩ rằng thời điểm này mà tấn công vào thì cũng là hợp lý thôi, khi mà Zerg của chúng ta chỉ có toàn Zergling ở đây thôi. Nexus thì đang đặt xuống nhưng mà Protoss có thể cancel bất kỳ lúc nào. Vâng, đang đưa vào rồi, Rốt đang có mặt ở đây. Rốt không phải là một unit có sợ ai trông cho lắm. Hiện nay thì Zerg đang đứng hết cả ngoài, vâng, đứng quan hệ ở ngoài. Fog Field đi, Fog Field, mua 2 Fog Field rồi. Vâng, chia đôi được đạo quân Zerg rồi. Bây giờ thì Stalker ai trông sẽ làm cỏ mấy cái con rốt này chăng? Rốt tiếp tục được đẩy lên, Fog Field tiếp thôi. Mất A trông rồi, Stalker đang phải được đưa lên. Hiện nay Stalker hình như tôi nhớ nhầm, nó đã có Blink Stalker rồi. Tại sao lại không sử dụng Blink đi nhỉ? Vâng, đây là bắt đầu sử dụng Blink rồi. Với đạo quân rốt này thì Stalker Blink rất là mạnh, thưa bạn, nó sẽ được sử dụng trong rất nhiều việc. Bạn thấy này, Stalker có cả ở phía trước và cả ở phía sau nữa. Rốt bắt đầu áp sát rồi. Vâng, một pha Zergling đang được đẩy lên ở vị trí phía trên này. Tuy nhiên Stalker của chúng ta chỉ có toàn, vâng, toàn Stalker này có vẻ là cũng sẽ khá thốn trước mấy con Zergling như vậy. Vâng, bây giờ quân đội của Zerg đã bắt đầu phải rút trở về vị trí phía sau rồi. Số lượng 10 con rốt đang được mua ra. Quân đội của Zerg hiện nay đang đánh nhau ở cái vị trí của Tham Warp. Quân đội của Protoss hiện nay chia quân khá đẹp với lợi thế bắn xa hơn, nên có thể chia quân vòng cung. Bao đây quân đội của Zerg đang hit and run, vâng, đang lao lên. Quân đội của chúng ta nhìn thấy quân đội của Protoss đang phải rút trở về vị trí sau rồi, khi mà nhìn thấy Drone cũng đang phải được đưa ra ở vị trí trên này. Tất cả Pop đã lao ra rồi. Tất cả Drone đã lao rồi, thêm 5 con Stalker nữa vừa được warp ra. Nhưng thấy là Rốt hiện nay đang đẩy lùi, vâng, đang đẩy lùi quân đội của Protoss trở về. Một pha Blink không, Blink không. Nếu không Blink bây giờ thì cực kỳ nguy hiểm, các bạn. Hiện nay Protoss chúng ta vẫn đang cố gắng hit and run để cố gắng xử lý mấy con Rốt và mấy con Drone này. Mình thấy là Drone bám rất dai.
Hiện nay rốt thì cũng đã giảm xuống khá nhiều rồi. Chúng thấy hiện nay thì chỉ còn khoảng tầm 8 mà rốt, 6 con rốt nữa đang được mua giảm rồi. Một queen đã mất rồi, mất queen thứ hai rồi. Xong rồi, hiện nay con đội của tôi thì chúng ta quá mạnh rồi. Thì hiện nay The Speedlink đang được đưa ra nhưng có vẻ không ăn thua. Bố tổ chúng ta cũng đã dừng việc Blink Soccer lại rồi. Bằng một thêm một Blink rồi. Và Blink có lẽ anh ấy vừa sử dụng thao tác tay của mình vào việc là Marco ở nhà. Như thế này thì giờ Potos đã xuống cho mình mỏ thứ, sắp sửa hoàn thành xong được cho mình mỏ thứ 3 rồi. Này 16 con giấc linh với cả 7 con rốt đang được mua ra. Potos chúng ta chắc sẽ phải tính đến cái việc mà mua Zidot được vừa thôi. Bạn thấy hiện nay thì số lượng Gate và Nexus sắp sửa tăng đến con số 3 rồi. Gate Geek nữa, cần phải đặt thêm đi thôi. Tuy nhiên hiện nay Potos chúng ta đang đẩy hết tiền của mình vào việc là warp ra Stalker. Tôi nghĩ rằng là cũng cần phải mua thêm ít Zidot đấy thôi, chứ không toàn Stalker con này có vẻ không ăn thua cho lắm. Hiện nay Stalker vâng tiếp tục. À đây rồi, 4 con Zilot đây rồi. Chắc là cũng đã ngửi mùi thấy đối phương chuẩn bị ra giấc linh rồi. Nên đã có 4 con Zilot là hợp lý rồi. Thưa bạn, vâng, Stalker bắt đầu Blink rồi. Bắt đầu Blink tiếp đi. Bây giờ thì hở ra rồi. Zilot bắt đầu chém rốt rồi. Nhưng tôi nhìn thấy nhớ là vẫn có con giấc linh, không biết bây giờ giấc linh đang ở đâu nữa. Nhưng có vẻ hiện giấc linh chết hết rồi. Hiện nay đang có một con DT ở đây, tuy nhiên DT đã bị con Overseer bay phía trên phát hiện rồi. Giờ thì nhà ga đầu tiên của cái nhà ga ở cái vị trí mỏ thứ ba này lại mất rồi. Rốt tiếp tục đẩy ra, Queen tiếp tục được đẩy ra đây. Stalker liên tục blink cho bạn. Vâng, có vẻ là điện đạo con rốt này hoàn toàn bất lực trước đạo quân Stalker blink. Một pha blink lên để bắt Overseer, bắt rốt, bắt cả Queen nữa thưa bạn. Queen hiện nay đang có một vị trí đứng khá xa, tuy nhiên là Stalker vẫn có thể bắn đến được vị trí của Queen này. Tuy nhiên Stalker hầu như là bỏ qua con Queen luôn, chả thèm quan tâm. Vâng, một pha blink lên. Good stuff by our Protoss. Đấu diễn ra rất là nhanh thưa bạn. Cũng khá là trình độ khá